Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một bức tranh cô gái bên cây thông nằm trong một cái khung hình tròn. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ nát. Trước tiên chúng ta vẽ mô đất. Sau đó chúng ta sẽ vẽ cây thông. Và cuối cùng chúng ta sẽ vẽ cô gái, tất cả bằng bút màu đen. Sau khi hoàn thành xong những nét cơ bản,
thì chúng ta sẽ điểm màu cho bức tranh. Như vậy là chỉ qua những nét vẽ cơ bản và những điểm màu thì chúng ta đã có một bức tranh trong khung hình tròn thật là đẹp. Và các em có thể sử dụng khung hình tròn để vẽ nhiều bức tranh khác nhau. Chúc các em thành công!